chụp đằng. Vũ xin chào toàn thể bà con cho cô bác trên màn ảnh nhỏ ha. À, hôm nay về cái áo quay trăm mười Thái mới. Đây là đầu Thái Lan xịn sò trăm trăm, không đúng một bình mười, cho bà con yên tâm mua qua mạng xã hội bên em luôn. Thì mua nhiều thì bà con đặt cọc, còn mua ít thì em sẽ ship code đi cho bà con. Nhưng mà phần áo này là không bao ship, tiền ship phần áo này hơi cao vì nó cồng kềnh, mình phải đóng thùng xốp đó. Còn bà con mua nguyên bộ áo và tem riêng, áo riêng tem riêng mới của Thái Lan sản xuất rồi, rất là dày mo, gắn vô quay trăm mười Thái. Còn gắn vô quay anh pha thì bà con phải mua cái đầu đèn pha và cái nhan, đầu đèn pha nhan rồi cái bóng đèn, rồi cái dây điện gắn bè đầu đèn pha nữa mới gắn được quay anh pha mình. Rồi thì bên mình có đủ đồ, đủ đồ rồi, cho mời là có đủ đồ đó. Rồi cái bộ áo thì em sẽ bán lẻ, nếu bán bộ là 5,7 triệu, không bao ship, tiền ship từ 200 mấy chục ngàn, khi mà em đóng vô cái thùng mướp bự rất là bự đi thì tiền ship là 200 mấy đến 300 ngàn, tùy theo địa phương xa gần em có thể ship code đi toàn quốc cho bà con luôn. Rồi áo này thì bên mình sẽ bán lẻ và bán bộ, có đủ rồi cho bà con xài luôn. À, bàn thờ dày mo và cái bờ cổ thì bên mình sẽ bán là bàn thờ là 350, nó cái giá rất là tốt nha. Bàn thờ bên mình giờ là chỉ thắng đùm thôi, thắng đĩa là bà con phải phát thêm lỗ nha, 350. Rồi cái bờ cổ này đặc biệt là sẽ là cái đát 2000, bờ cổ đặc biệt là đát 2000, mấy cái khác là đát mới nha, bờ cổ đặc biệt là đát 2000 đây đó, không không đó này, đát mới. Rồi một cái này là 250, cái này là 350. Rồi ok chưa? Rồi. Đổi cùng dây khác. Em đổi cái dây cùng tờ mét khác. Rồi cặp bá dai nè. Nè nếu mà người ta gạt, người ta bán, người ta gạt mình, người ta nói đồ toàn là bà con sẽ bị knock out luôn. Đây nè, đắt 2000 nè, 99 2000 nè, bà con thấy không? Ra tháng 11 99 nè, 2000 nè. Tháng 11 nè. Đó. Này 206. Thấy không? 206. Rồi một cặp bả vai, bên đây là đắt cũ, bên đây là đắt mới 206 nè. Cặp bả vai này em bán là 350. Rồi cho qua đây dẹp luôn này, mỏ dài 350. Đưa cái mỏ dài trước chứ bốn cánh bẩn lên lượt. Mỏ dài trước hôm nay là 450 nè. Đó, rất là tốt nha. Không bao ship nha, lưu ý giùm em ha. Mỏ dài trước dày mo luôn. Dày dữ lắm. Áo 150 mà. Không phải như đồ anh pha hãng đâu. Áo 150 là sơn hai lớp nha, sơn lót bên trong luôn, sơn ngoài. Sơn hai mặt. Rồi 450, bốn cái bẩn gió là 1,8 triệu nha. Bốn cái bẩn gió này. Hai bận gió này và hai bận gió trong. Bốn bận gió bán chung không bán gầy, bán lẻ, áo bán lẻ nhưng mà bán theo kiểu như vậy á. Bán bốn bận gió là 1,8 triệu, không có vụ bán hai cái bận trong và bán hai cái bận ngoài, hoặc bán cái bận ngoài bên trái, bán bên ngoài bên phải, không phải. Em sẽ bán bốn cái bận gió chung. Nếu mà em sẽ lẻ là em sẽ bị ế đồ lại, động đồ lại là chết luôn. Đó. Rồi bốn cái bận gió này là 1,8 triệu, không có da bò nha, áo mới là không bao giờ có da bò nha. Áo bên trong sẽ đóng KFL, FKVA. KFL đàng hoàng nha bà con ha. KEVA, KFLF đó. KFLF đây. Honda nhựa ABS là nhựa rin nha. Rồi bao đúng đồ Thái 100% nha bà con. Rồi dẹp bốn bên gió đi, qua bên cho chấm chỗ đi. Bên trong nó tem ở ngoài nè, Made in Thái Lan đàng hoàng ha. Sản xuất 2024 luôn nè. Rồi mặt nạ, cho miếng tem mặt nạ. Mặt nạ hôm nay là 350. Mặt nạ 350 ngàn nha bà con ha. Màu xanh nhớt ở ngoài. Ở ngoài màu xanh nhớt rất là đẹp, nhưng mà ở trong á là trong phim nó không xanh nhớt đúng không? Ở ngoài xanh nhớt rất là đẹp. Rồi cái miếng tem mặt nạ là 80 ngàn, mặt nạ Thái đây. Dày mo luôn. Nó sơn hai lớp. KFLF nè. Rồi con này cho qua. Mặt nạ 350, miếng tem mặt nạ 80. Rồi cái cốp bình ắc quy là 250. Bà con mua lẻ bán lẻ cốp bình ắc quy là 250. Cặp ốp sườn này là 1,2 triệu. Cặp ốp sườn nè, 1,2 triệu. Cái mua gùa là 100 ngàn. Đó, em bán lẻ hết trơn.
ở ngoài nó xanh nhớt lắm mà sao trong phim nó không hút, ở ngoài nó nhớt lắm, ở phim nó đậm quá ha, ở ngoài bảm bảo bà con là nhớt. Rồi xin nhắc lại cặp ốc sườn là 2 triệu, cấp anh nó quy là 250, giá quá tốt luôn. Cái đu rùa là 100.000, đu rùa không có tem bọng chân nha, đưa về bắt quân số là 200.000 đó, giá rất là tốt nha. Rồi tất cả các áo này đều bán lẻ, còn bộ tem bán lẻ, bộ tem là không có xé lẻ bộ tem nha, bộ tem làm chỉ duy nhất là em bán cái miếng tem mặt nạ là 80.000 thôi, còn nguyên cái bộ tem dày, tem gin của nhà máy là chữ Honda Mugo nè, miếng tem 110 phía trước cánh bẩn gió nè, hai chữ tiếng Anh nè, cái này là của mặt nạ nè, cớp ắc quy nè, cớp đây nè, cái gì bằng giá phế liệu đi 30.000. Dạ 30.000 đó chú. Không bao ship nha. Rồi rồi đây nè, tem gin nè, đó là bộ tem này là 600.000 nha, mỗi miếng là đường tống tem nhà máy mà Thái Lan là chân đó. Rồi ok, chiều quá mệt rồi, rồi cảm ơn bà con xem clip em nha, đó bán lẻ đó, mình mua nào bán đó có giá nãy giờ nói đó ha. Xin nhắc lại, mặt nạ 350, đuôi dẹp bắt nguyên số 200, cấp ắc quy 250, đuôi rùa 100.000, cặp ốp sườn 2 triệu, 4 cái bẩn gió là 1.8 triệu, cái mỏ dè trắng bùng, mỏ dè trắng bùng là 450, bờ cổ 250, bàn thờ nhiều quên nè, 350, bữa nay giá đã tụt chân rồi. Đó. Cặp bả dai 350 đó. Rồi cảm ơn bà con đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác luôn.